Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đây, cái chỗ này là cái rổ giá này. Cái này là giá của đậu xanh nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái món mà giá ngâm với lại giấm chua, như chua ngọt. Thì đầu tiên là giá này mình rửa cho sạch sẽ rồi này các bạn. Và mình cũng rửa thêm mấy quả ớt để mình cho vô cho nó đẹp mắt ha các bạn ha. Thì cái nguyên liệu mà để mình làm cái món này, đây là cái chai giấm nuôi nha các bạn. Đây là nửa lít giấm nuôi nè. Và đây là nửa lít, cái này là nước mình nấu đun sôi để nguội rồi các bạn ha. Vì cái món dưa giá này là mình chỉ làm để ăn sổi thôi các bạn. Ví dụ như hôm nay mình làm là ngày mai mình đã ăn hết rồi, chứ mình không có để lâu như mấy cái loại dưa mà ngâm giấm khác này các bạn ha. Thử ra mình làm nhanh luôn đó các bạn ha. Thì đầu tiên là mình cho nửa lít giấm vô trong một cái nồi nha. Đây là giấm nuôi mà như mình làm mấy cái loại mà củ kiệu với củ hành ngâm á, thì mình chỉ lấy có mỗi giấm không thôi chứ mình không có cho nước. Nhưng mà đây là mình là làm để ăn sổi luôn, mà nếu mà mình ngâm như vậy thì nó quá là chua luôn đó các bạn. Thành thử ra mình phải ngâm cho nó loãng ra. Vì mai là mình đã ăn rồi, chỉ cần chua chua thôi là được thôi các bạn ha. Đây là một chai nước đun sôi để nguội ha. Để mình cho vô. Vậy chứ cái mùi vị giấm nó cũng rất là chua đó các bạn ha. Rồi. Vậy là đây đường. Thì mình làm cái này cái độ chua nó ít thì mình cũng làm cái độ ngọt nó ít thôi các bạn. Mình cho khoảng 3 muỗng đường nha. Và mình cũng cho khoảng nửa muỗng muối nha, cho nó hơi có cái vị đậm đậm nha, nó ngon các bạn nha. Khoảng nửa muỗng. Và mình sẽ khuấy cho nó tan. Cho nó tan cái đường với muối vô với giấm nha các bạn ha. Sau khi mà mình đã khuấy mà nó đã tan đường với muối vô với giấm và nước rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ dùng cái bao tay để mình cho cái giá này nó vô các bạn ha. Mình đảo đảo cho nó có cái vị giấm là nó hơi tọc tọc xuống á, nó hơi sọc sọc xuống á các bạn. Mình sẽ cho hết cái số giá này vô ngâm này. Dùng cái bao tay để mình đảo đảo đi một chập cho nó hơi sọc sọc luôn các bạn ha. Tại vì cái chất giấm đó, nó sẽ làm cho cái giá nó sọc sọc xuống đó các bạn. Một số người thì người ta muối dưa giá là người ta chỉ ngâm vô với nước muối thôi các bạn. Nhưng mà nếu mà mình làm theo như vậy á, thì mình ngâm với giấm với đường muối á, thì nó ngon hơn các bạn ha. Nó chua mà cái vị chua nó thanh thanh, nó ngon hơn các bạn nha. Để mình đậy nó lại khoảng cỡ 1-2 tiếng đồng hồ sau thì mình đưa ra để mình đảo lại các bạn nha. Vì nó đã sọt sọt bớt xuống á. Rồi mình sẽ đậy cái bao ni lông sạch ở bên trên nha các bạn ha. Rồi mình sẽ đậy cái đĩa mình hơi ấn xuống này các bạn nè. Đó, mình ấn như vậy đó, mình để như vậy thì cái giá nó mới chìm ở trong nước ha. Nhưng mà khoảng cỡ 2-3 tiếng hồ sau thì mình đảo lại một lần nữa thì mình hãy đậy lại tốt. Sau khi mà mình đã ngâm cái dưa giá này các bạn nè. Đó, sau qua một đêm rồi thì nó ra chua ngon rồi các bạn ha. Rồi, mình sẽ để đây, để một lát nữa rồi mình sẽ ăn kèm với thịt. Và ở bên này nè các bạn, đây là một miếng thịt nè các bạn. Miếng thịt này là cỡ 7 lạng rưỡi nè, sáng nay mình mới mua. Đây các bạn thấy thịt rất là ngon ha. Thì mình sẽ luộc cái thịt này.
mình xắt mỏng ra để mình ăn kèm với dưa giá các bạn ha. Bây giờ là mình bật bếp lên nè các bạn. Mình cho nước vô trong một cái nồi sạch ha các bạn ha. Mình sẽ dùng khoảng chừng này nước để mình luộc thịt nè các bạn. Thì mình luộc thịt, mình muốn luộc cho nó trắng thịt và nó thơm á các bạn. Thì ở trong cái nước luộc thịt này, chỗ này là khoảng cỡ một muỗng canh giấm ăn đó các bạn ha. Và mình sẽ cho vô cái nước luộc thịt ha. Và mình cho khoảng một muỗng cà phê muối nữa các bạn này. Mình cho vô ha. Để mình nấu cho nó sôi lên rồi mình mới cho thịt vô luộc các bạn nha. Cái nồi nước nó sôi lên này nè các bạn. Thì mình sẽ cho thịt vô để mình trụng sơ các bạn ha. Cái miếng thịt này nó cũng rất là bự nè các bạn. Mình đảo qua đảo lại mình trụng sơ thôi các bạn ha. Rồi mình tắt bếp. Sau khi mà mình trụng sơ cái miếng thịt này rồi các bạn nè, mình sẽ gấp nó ra bên ngoài. Ở bên này là một thau nước ấm các bạn ha. Mình sẽ gấp nó ra đây để mình rửa lại ha. Thì bây giờ là mình lại đặt lên trên bếp cái nồi nước. Cái nước khi nãy là mình đổ đi ha các bạn ha. Rồi mình rửa cho cái son nó sạch sẽ nha. Rồi mình mới cho nước sạch mới vô nè các bạn. Thì mình cho vô đây cỡ hai củ hành mà mình đã đập dập rồi các bạn ha. Cho vô cái nước để luộc thịt á. Mình luộc như vậy thì cái thịt nó mới thơm và nó mới đậm đà nha các bạn. Và mình cho vô khoảng cỡ một muỗng rưỡi bột nêm nha. Rồi mình sẽ cho cái miếng thịt khi nãy mình rửa rồi nè các bạn. Mình cho vô lại vô với cái nước này rồi mình bật bếp lên để mình luộc lại cho nó chín kỹ ha các bạn ha. Trong khi mà mình chờ đợi để mình luộc thịt cho nó chín á các bạn. Thì bây giờ mình làm sẵn nước chấm ha các bạn ha. Nước chấm mình là mình làm gồm có này. Đây là nước mắm này. Đây là nước mà đun sôi để nguội rồi nè. Rồi đây là đường. Rồi tỏi băm, ớt băm. Cái loại nước chấm này thì mình không có sử dụng chanh. Tại vì mình ăn kèm với lại cái dưa giá thì nó đã chua rồi á các bạn. Cho nên mình không có sử dụng chanh nha. Thì bây giờ đầu tiên là mình cho vô khoảng cỡ một muỗng nước mắm nha các bạn. Rồi mình cũng cho vô khoảng cỡ một muỗng nước đun sôi để nguội nha. Để cho nó giảm bớt cái độ mặn đó các bạn. Một muỗng ha. Còn đường thì mình cho khoảng 2 muỗng. Muỗng này là muỗng canh thôi chứ không phải là muỗng tròn như muỗng vừa rồi nha. Cái này muỗng này là muỗng nhỏ nè. Cho 2 muỗng đường ha. Rồi mình quậy cho nó tan đều đi ha các bạn nha. Như mình mà làm những cái loại mà nước chấm mà để chấm chả hay là ăn với bánh xèo á, là mình cho một nước mắm với lại hai nước. Còn cái này là mình không có cần phải làm nó quá nhạt á. Nó nhạt nhưng mà nhạt vừa thôi thì mình cho một nước mắm và một nước nha các bạn nha. Rồi mình quậy cho nó tan đường lên nè các bạn. Rồi cuối cùng là mình cho tỏi bằm với lại ớt bằm vô các bạn ha. Tỏi này á, là mình nên bằm chứ mình đừng có giã. Vì nếu mình giã thì tỏi nó sẽ bị chìm xuống rồi nó không có đẹp các bạn ha. Mình làm nước chấm mình ăn nó ngon mà đẹp mắt nữa. Cho nên là mình chỉ có bằm ra thôi. Rồi mình cho ớt bằm nhỏ ra. Rồi. Như vậy là mình đã được một cái chén nước mắm để chấm với lại thịt luộc ăn kèm với dưa giá. Chấm với chén nước mắm này rất là ngon này các bạn này. Sau khi mà mình luộc thịt á các bạn, nó đã chín và mình vớt ra rồi nè các bạn nè. Các bạn thấy này, mình luộc cái cách này mình thấy cái miếng thịt nó đẹp nè các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt nhỏ ra các bạn ha. Ở chỗ cái đầu của nó thì nó không có được đều nè các bạn.
cái phần bên trong thì nó mới có đều một ít mỡ và một ít nạc các bạn ha. Và mình cứ sắt nó mỏng mỏng ra cho nó hết hai miếng thịt này luôn nha các bạn. Sau khi mà mình đã sắp thịt heo mỏng hết này này các bạn, và mình xếp ra đĩa này này các bạn. Và dưa giá thì mình đã vơ vớt cho nó ráo nước. Và mình sẽ trình bày như vậy nè các bạn. Mình để thịt ở một bên, dưa giá một bên và chén nước chấm. Khi mình ăn là mình ăn kèm cái thịt heo với lại dưa giá và chấm với nước mắm này. Như các bạn thấy không? Cái hôm qua là mình ngâm sẵn cái dưa, cái giá với lại giấm, đường, muối rồi. Cái để qua một đêm, cái này là mình làm sổi đó. Rồi mình để qua một đêm rồi qua ngày hôm sau mình mua thêm một miếng thịt heo nữa, mình luộc, mình sắp nhỏ ra là mình đã có được một cái món ăn là thịt heo ăn kèm với dưa giá và chấm nước mắm rất là ngon nha các bạn. Mến chào các bạn nha.